Khánh Duy đang làm gì vậy ta? À, thì ra Khánh Duy đang giúp bố Hồng Sơn và ban huấn luyện chuẩn bị cho ngày sơ tuyển tại Đà Nẵng đây mà. Cơn mưa bất chợt đã không ngăn được sự hào hứng của hai bố con khi vừa sắp xếp, giảng giải các nội dung tuyển sinh, vừa chơi với nhau thật là vui. Chui qua, chui qua. Không được. Con thấy hôm nay bố và cái chú chuẩn bị rất là kỹ càng và kỹ lưỡng. Cái khâu chuẩn bị mà thật sự là chu đáo, chi tiết, tỉ mỉ và cụ thể thì cái thành công nó sẽ rất là cao con ạ. Ngày mai bố sẽ có một thử thách cho con. Vòng sơ tuyển trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016 tại Đà Nẵng đã thu hút gần 700 em nhỏ đam mê đá bóng đến đăng ký dự thi. Có một thí sinh vô cùng đặc biệt, thiên tài bóng đá tương lai chăng? Con tên Pia, con 4 tuổi. Bóng đá từ khi còn học lớp 1. Thường học đá bóng đá với anh hai. Anh hai của con là chơi bóng rất hay. Dạ, hôm nay con 9 tuổi. Dạ, 80%. Tò mò quá. Nhiệm vụ mà bố Hồng Sơn giao cho Khánh Duy là gì vậy ta? Một tay săn ảnh thứ thiệt chăng? À, thì ra đây là nhiệm vụ mà bố Hồng Sơn đã giao cho Khánh Duy. Khánh Duy xem ra vô cùng hào hứng trong ngày sơ tuyển tại Đà Nẵng, vì anh chàng lần đầu tiên được trở thành một tay săn ảnh thứ thiệt. Không xa lạ với những ngày tuyển sinh, nhưng lần đầu tiên được cầm máy ảnh và chụp lại những khoảnh khắc mình yêu thích là một trải nghiệm hoàn toàn mới và đầy hấp dẫn đối với Khánh Duy. Thời tiết Đà Nẵng cũng đang rất ủng hộ các cầu thủ nhí thể hiện hết sức mình để ghi tên vào top thí sinh xuất sắc nhất cuối ngày. Thiên tài bóng đá này dù không đủ tuổi với quy định của ban tổ chức nhưng vẫn được đặt cách thể hiện mình trên sân cỏ. Anh ta di chuyển bất chấp. Đẹp quá. Này, con trai. Bố, hồi sáng giờ con chụp được nhiều khoảnh khắc lắm bố. Khoảnh khắc đẹp không à. Con là con năng khiếu lắm, bố cho đi làm nhiếp ảnh gia đi. Thế là nhiệm vụ của bố giao là vẫn đang tiếp tục hả? À. Ừ. Thôi, hẹn con gặp cuối giờ chiều. À. Tiếp tục những bức ảnh ấn tượng nữa nhé. Con chụp tiếp đi. Cha, rất là tự tin đấy Khánh Duy. Còn đây là phần thể hiện của các cầu thủ nhí trong các vòng thi đấu đối kháng của top 200 và top 44. Các trận đấu diễn ra trên sân làng thể thao Tuyên Sơn tại vòng sơ tuyển Đà Nẵng cuốn hút bằng những pha đi bóng đầy đam mê, những đường bóng căng, những cú sút mạnh mẽ. Anh em chung một lòng, sút bóng ghi bàn, đem tinh thần đồng đội, chiến thắng vinh dự tưng bừng.
địch ngay. Từ nhà giành ngôi vinh quang, tế qua niềm tin nơi bao người hâm mộ. Niềm tự hào trong tim ta phất phới cờ tung bay tươi màu lửa. Những cá nhân xuất sắc nhất qua các thử thách cuối cùng cũng đã lộ diện. Đỏ số 6 Phạm Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Trung Đạt, Nguyễn Văn Thọ. Số 8 Nguyễn Văn Hải Quân, Nguyễn Anh Tài. Người cuối cùng Lê Văn Tin. Sau khi chia vui cùng top 6, Khánh Duy đã báo cáo ngay với bố Hồng Sơn về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rồi, chúc mừng các bạn đã xuất sắc trong ngày hôm nay. Ủa? Thế con hoàn thành nhiệm vụ chưa mà con chạy vào đây? Thế rồi, con hoàn thành nhiệm vụ nè bố. Bức ảnh đầu tiên nè bố là bức ảnh bạn này nè, bạn đó chui qua cái khung. Mà bạn đó con thấy được sự cố gắng và sự khéo léo của bạn đó mới chui qua cái khung được. Rất ý nghĩa. Còn bức ảnh thứ hai á, con muốn cho bố coi á, bức ảnh bố nè. Bố hả? Bố á. Còn bức ảnh cuối cùng là bức ảnh á, bạn đá số 11 rất là quyết liệt và cố gắng để thể hiện cá nhân để lọt vào mắt xanh của bố và cái huấn luyện viên. Con là cũng có nghề đấy. Rồi, hôm nay con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dạ. Chúc mừng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tại trại hè. Đó. Sáu cầu thủ nhí ấn tượng tiếp theo đã lộ diện. Và ngay ngày hôm sau, khi Khánh Duy được đến thăm nhà một vài bạn trong top 6, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị để trông chờ. Cùng đón xem tập 17 khi Trái Bóng Lăn phát sóng vào lúc 19h25 ngày 2 tháng 7 để khám phá nhé!